Năm 2022 và 2023, Thái Nguyên được Trung ương giao gần 255 tỷ đồng thực hiện 5 chương trình cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, doanh số cho vay các chương trình đạt trên 241 tỷ đồng, bằng gần 95% kế hoạch, trong đó 3 chương trình đã hoàn thành kế hoạch vốn gồm cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, cho vay cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập. Hiện hai chương trình đang tiếp tục được triển khai là cho vay nhà ở xã hội với dư nợ gần 44 tỷ đồng, đạt gần 87% kế hoạch, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với dư nợ 16 tỷ đồng, đạt gần 71% kế hoạch. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang phấn đấu hoàn thành giải ngân hai chương trình này trong năm 2023.